Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa một cái câu chuyện thực tế của chính bản thân tôi và cũng như một số anh chị em đồng nghiệp là luật sư cũng là một cái người bị hại trong cái vụ cướp giật tài sản. Thì thưa thật quý vị và các bạn, vào năm 2016 là trong cái quá trình mà di chuyển trên cái con đường mà từ văn phòng về đến nhà, thì tôi lại đường mà vận chuyển di chuyển từ thưa quý vị và các bạn, thì trên cái đoạn đường mà di chuyển từ ở chỗ văn phòng về đến nhà, thì do mà cái tính chất công việc nó lại nhiều mà tôi làm cho tới khoảng 12 giờ rưỡi trời. Thường thường phụ nữ mà quý vị và các bạn đi ra ngoài thì phải áo khoác nè, rồi khăn quàng cổ, rồi găng tay vớ tất. Tuy nhiên bữa đó thì trời cũng hơi mát mát, và thế là tôi lại chạy luôn mà không có cần phải bao bịch khẩu trang gì cả. Và khi mà đoạn đường vừa mới gần về tới nhà thì tôi lại thấy một gia giảm cái tốc độ, và tôi lại thấy mình bị một cái va chạm rất là mạnh. Và quay lại định khử nữ thì lại thấy cái điện thoại của mình bị giật. Và tôi đã la rất là nhiều quý vị. Tôi đã la rằng là cái thằng nón đỏ cướp điện thoại. Nhưng thú thật với quý vị và các bạn, đó là một cái thời điểm để mà những cái tên cướp giật tài sản, đó là cái thời điểm vàng mà chúng ra tay. Vì tại thời điểm đó vào những người đang ngủ trưa, và khi mà đuổi theo một cái đoạn không được thì tôi về. Tôi quyết định là thay đổi tất cả những cái mật khẩu về Facebook, mật khẩu về Zalo, mật khẩu về email và tất tần tật những cái thứ đó. Và đồng thời cũng điện thẳng lên trên tổng đài rằng mình sẽ cắt cái số điện thoại của chính hiện tại tôi đang sử dụng đó, để tránh những cái trường hợp thiệt hại cho chính bản thân mình. Quý vị và các bạn có nghe cái tiếng ve kêu không? Hay quá nha. Chuẩn bị mùa hè rồi. Và một cái sự tức tối, một cái sự bực dọc nổi lên trong tôi. Một mặt tôi lên trên Facebook, tôi nói với bạn bè rằng tôi sẽ tạm dừng cái sử dụng cái điện thoại trong thời gian là 3 ngày. Một mặt tôi tự nhủ với lòng mình là từ nay nếu trong có những cái vụ bào chữa chỉ định về hành vi cướp giật tài sản thì tôi sẽ không nhận. Giận lắm chứ. Tự nhiên cái mình lại bị giật một cách rất là vô lý. Và bẵng đi khoảng 4 tháng sau, tôi nhớ không chính xác lắm, nhưng 4 tháng sau thì có một cái bào chữa chỉ định về hành vi của các em dưới 18 tuổi về hành vi cướp tài sản, thì tôi cũng nhận bào chữa không phí. Vì quý vị và các bạn biết không, tại thời điểm đó tôi nghiệm ra được một vấn đề. Cái việc mà mình không quản lý cái tài sản cũng như tài sản của mình thì mình phải tự trông coi. Giá như tại thời điểm đó tôi đã có cái việc là sử dụng cái khăn mặt và áo khoác thì cái việc mà giật cái điện thoại nó sẽ làm khó khăn hơn. Giá như tôi quản lý cái tài sản của mình chặt hơn thì cũng sẽ không có hành vi bị cướp giật và trở thành người bị hại. Tiên trách kỹ hậu trách nhân, đó là như vậy. Tôi nhớ có một lần vui lắm, tôi sắp cái máy quay nè, cái máy quay mà hiện tại tôi đang quay nè, tôi chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài. Thì khi mà tôi đi như vậy
thì cái thói quen của người Việt, quý vị và các bạn, không biết mấy anh chị xem video này có ai ở nước ngoài không? Tôi quay qua, tôi quay lại, tôi quay tới, quay lui để quan sát. Đó là cái thói quen của cái người Việt vì rất là sợ bị cướp giật. Thế là bà chị tôi hỏi, xem gì á? Em sợ rằng là có một cái gì đó ở phía sau giật. Thì bà chị bảo, ở đây không có ai giật, tất cả những cái trên cái gì quý vị, trên cái đường á, là đã có camera. Và tất cả những cái hành vi ở người nước ngoài người ta rất là gọi là tôn trọng pháp luật. Và nếu có những cái việc mà trộm hay là cướp hay là hành vi gì đó thì người ta rất là dễ xử lý. Và mình trở thành người nhà quê quý vị. Và cứ cảm thấy là lâu lâu về cứ kể và cảm thấy rất là buồn cười. Chị bảo trời ơi, ở đây làm gì có chuyện giật dọc cướp bóc. Kể tiếp cái câu chuyện nha quý vị và các bạn. Thì sau khi mà bị cướp giật cái điện thoại đó, thì vào khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì tôi đã gọi lại cái số điện thoại của tôi và không bị tắt máy. Và tôi nghĩ nó chỉ cần một cái động tác tháo sim ra là đủ. Bạn đi một cái thời gian khoảng 2 hoặc 3 tháng sau thì cô bé 5 tuổi nhà tôi, cô bảo rằng là mẹ ơi, đã bắt được bị cáo chưa mẹ? Thì chắc là con nhà luật bảo là bị cáo. Thì tôi cũng quên luôn hẳn cái câu chuyện bị cáo là cái gì. Thì tôi hỏi tại sao con lại hỏi bị cáo, vậy bị cáo là gì? Thì bé mới nói hôm bữa mẹ nói với con là khi mà mẹ bị giật cái điện thoại thì mẹ đi báo công an và công an bắt cái chú cướp giật đó. Con trẻ mà quý vị và các bạn, hay quá. Thế là tôi phải trấn an bằng cách nói dối với con rằng mẹ cũng báo công an rồi, khi nào mà các chú công an tìm được cái điện thoại của mẹ thì có gì mẹ sẽ báo con. Tôi còn nhớ có một lần tôi bào chữa cho một cái vụ tai nạn giao thông. Thì em đó ở cái cấp sơ thẩm, tòa án nhân dân huyện bị tuyên mức hình phạt là 2 năm rưỡi. Và tôi đã giúp em một cái hình thức hoàn toàn tự nguyện, và ở cái cấp sơ thẩm đã giảm xuống 6 tháng. Và em nói với tôi rằng là tôi cũng quên luôn cái câu chuyện. Thì con của tôi bảo chắc là tại trong cái quá trình mà nói chuyện rồi ăn cơm chung với gia đình, thì con nó mới bảo mẹ ơi, cái chú Tuấn Anh đó chú đã được về chưa mẹ? Chú đã được ra tù chưa mẹ? Thế đấy quý vị và các bạn, trong cái cuộc sống có những lúc mình cảm thấy mình vui, vui những cái niềm vui nho nhỏ, và có những lúc mình cũng phải quên đi để vì cái nghề, cái nghiệp. Nếu như tôi không biết quên đi trong cái vụ cướp giật cái tài sản thì tôi sẽ không thể nào giữ một cái thiên chức luật sư. Tôi cũng có rất là nhiều khách hàng trong hơn 10 năm hành nghề, và cũng có những khách hàng người ta họ gọi là xã hội mà, cũng có những khách hàng rất là uy tín. Tuy nhiên cũng có những khách hàng họ sau khi mà xong được một cái vụ việc thì họ lại có những cái thái độ là không muốn trả tiền. Và cũng có những khách hàng thì cũng rất là hào hoa, thậm chí có những cái khách hàng tư vấn 100.000 đồng mà phải tư vấn đến 3 vụ việc đó quý vị và các bạn. Tôi nhớ vui lắm. Rồi tư vấn thì tôi có nói giá trước, sau đó thì họ hỏi một cái vụ việc thứ nhất, tôi vui vẻ trả lời nhiệt tình. Vụ thứ hai cũng nhà họ, tôi cũng vui vẻ nhiệt tình. Vụ thứ ba tôi vẫn, mặc dù là hơi miễn cưỡng nhưng vẫn vui vẻ. Và đến vụ thứ tư thì tôi bảo với họ rằng chị ơi, tôi cũng còn cơm áo gạo tiền, cũng còn lo một cái cuộc sống. Về hiện tại thì
tôi cũng phải có những cái thời gian nghiên cứu hồ sơ rồi mới đến những cái chuyện lo bao ngoài xã hội. Tôi thông qua cái có câu chuyện này tôi kể cho quý vị nghe để quý vị hiểu được rằng là luật sư cũng cần có thời gian ngủ, thời gian nghỉ, thời gian để là tái tạo, thời gian để nghiên cứu hồ sơ. Tôi có một cái ngày hôm qua, đúng ra tôi sẽ không kể có câu chuyện này cho quý vị và các bạn nghe. Tuy nhiên hôm qua tôi có một cái vị khách hàng, vị bảo rằng là vị cần đến một cái lời tư vấn của luật sư. Tôi bảo rằng là tôi đồng ý sẽ tư vấn ngoài giờ. Và đó là cái cuộc hẹn vào buổi sáng. Tuy nhiên là tôi nhắn số điện thoại, tôi nhắn tin, tôi bảo là chiều nay tôi có công việc gia đình, cho nên tôi sẽ chờ hẹn vào một buổi khác. Và anh đã quát trong điện thoại rằng, anh nói rằng tại sao luật sư đã hẹn tôi mà luật sư lại không giữ lời. Thật ra cũng buồn, nhưng mà cũng có lẽ do là anh là bộc trực, cho nên tôi cũng không giận. Tôi bảo thôi được rồi, anh cứ đến, tôi sẽ tiếp. Và tôi sẽ tiếp, không có một chút miễn cưỡng gì hết. Và quý vị và các bạn hãy hiểu và thông cảm. Tôi cũng có những cái công việc nhất định để thu phí. Đồng thời tôi cũng muốn thông qua những câu chuyện này để gửi đến quý vị và các bạn. Chứ nếu như một số cái câu chuyện của tôi mà đưa lên mà nói dông dài mà không có phí, thì rõ ràng cái cơm áo gạo tiền, cái cuộc sống hàng ngày của tôi nó lại không có được trọn vẹn. Quý vị các bạn thông cảm nha. Các anh chị và các bạn gửi qua cái đường link thì tôi sẽ từ từ và tôi sẽ trả lời. Và tôi hứa với quý vị và các bạn tôi sẽ trả lời một cách sớm nhất. Chứ không thể nào nói là hôm nay mấy anh chị gửi đường link và tôi sẽ xử lý một cách rất là sớm. Mục đích của một cái video ngày hôm nay để tôi gửi đến quý vị và các bạn là gì? Là các bạn hãy đặt trường hợp mình là luật sư, mình cũng cần phải giải quyết những cái công việc, những cái mưu sinh trong cái cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày. Còn nếu như trong trường hợp quý vị cần thiết thì quý vị hãy điện thoại đến số điện thoại của tôi và tôi sẽ cho một cái cuộc hẹn đến văn phòng gặp luật sư. Tôi sẽ tư vấn cụ thể cần thiết nhất và chắc chắn có một cái mức phí nhỏ nhỏ để lấy làm một cái nguồn thu nuôi sống bản thân nhá quý vị và các bạn. Từ cái câu chuyện gia đình kể đến cái câu chuyện nghề, và thông qua cái video này tôi muốn quý vị và các bạn, những anh chị hãy hiểu cho tôi rằng tôi cũng là ngày tôi cũng có 24 tiếng đồng hồ vẫn phải cơm áo gạo tiền con cái, đối nội đối ngoại và hàng trăm thứ phải lo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Những cái video này nó nằm ngoài cái dự kiến của tôi. Tuy nhiên rằng có một chút bức xúc từ ngày hôm qua, từ cái việc mà anh khách hàng đó. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những cái tâm tư của luật sư. Xin trân trọng cảm ơn.